Xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay của kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ. Và trở lại với phiên đồng hồ lần này thì cửa hàng tiếp tục giao lưu và gửi đến các bác là 11 mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ các thương hiệu của Thụy Sĩ và Liên Xô. Các bác xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, chốt đơn về Zalo số điện thoại 0936050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì hãy ấn nút đăng ký kênh em đã để ngay phía dưới video này. Mỗi khi cửa hàng lên sóng các mẫu đồng hồ mới thì các bác có thể đón xem một cách sớm nhất. Và đừng quên là cho MC một like và một nút chia sẻ để ủng hộ tinh thần nhé. Rồi bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay. Mở đầu là một chiếc Rado. Em này là một cái dòng Rado xưa được các bác cực kỳ là yêu thích này. Máy Rado Lever Star, máy cơ tự động automatic đến từ Thụy Sĩ. Nó sở hữu form mặt hai lòng, các cọc số được đính đá rất là sáng. Một ô cờ lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ các bác nhé. Dòng này thì chắc em không phải giới thiệu nhiều rồi đúng không ạ? Một trong những cái dòng Rado mà được rất là được yêu thích và các bác cực kỳ là hay sưu tầm. Với size mặt là 37.5, không tính nốm. Đó. Em này zin nguyên bản luôn các bác ạ. Đây là dây khóa này, dây khóa Rado nha. Nốm zin và đặc biệt là mặt đáy là có kính lộng đáy nữa. Các bác có thể nhìn thấy được luôn cái bộ máy bên trong của em này nha. Bộ máy cơ tự động 21 chân kính này, Wismax, máy nguyên bản của Rado, bọc vàng. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Các bác có cổ tay từ 20 đổ xuống là lên tay này thoải mái luôn nhá. Mặt kính thì sẽ là kính sapphire. Và cái phần mặt nền bên trong của em này thì đây là một cái mặt nền tỏa tia rất là sang trọng. Máy em này đã được lau dầu rồi các bác nha, hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi ạ. Đó. Phần núm sẽ có nấc để chỉnh lịch nhanh này, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Nó cái logo mỏ neo này vẫn còn đang hoạt động rất là tốt nha. Vỏ vàng. Trên cái phần vỏ này, này có khắc triện tên thương hiệu Rado này. Phần dây khóa cũng vậy, zin nguyên bản 100% luôn. Và ngày hôm nay thì giao lưu với các bác chiếc đồng hồ này với giá chỉ có 2.180.000 thôi nha. Các bác chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Mã sản phẩm TH48, giá 2.180.000. Và ngày hôm nay thì lên sóng cho các bác một cặp đôi đồng hồ Rado. Đó, đây là mẫu Rado thứ hai trong bộ sưu tập ngày hôm nay. Em này thuộc cái phân khúc Rado xưa này, được sản xuất vào những năm thập niên 60. Đó, sở hữu màu mặt là hai lòng. Cái màu mặt bên trong này sẽ cái màu vàng các bác nha. Có một ô lịch và các cọc số bên ngoài của em này cũng được đính đá quý nữa. Đây là một chiếc Rado với phần vỏ ngoài bọc thép không gỉ. Bọc thép không gỉ toàn thân, dây khóa linh kiện, đáy sẽ có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở dưới này. Nốm zin logo nha. Biểu tượng mỏ neo in mờ. Size mặt là 37.2 này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Em này là chuẩn phong cách vintage luôn này. Mặt cực kỳ là cổ luôn. Đây là cái dòng Rado phiên bản rất là xưa rồi, được khoảng sản xuất vào đầu những cái năm thập niên 60 này. Cái này cùng khoảng ra đời khoảng thời gian gần cùng với lại cái dòng Rado Sleeve và Small đấy các bác. Đó. Vỏ mặt thép sáng bóng. Rồi và đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này các bác nha. Bộ máy cơ tự động nguyên bản chính hãng của đồng hồ Rado. 20 năm chân kính. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt nha. Bộ máy của em này thì còn giữ được tình trạng rất là đẹp. Máy chạy chuẩn giờ, đã được lau dầu rồi. Đó. Rồi và các bác yêu thích sưu tầm mẫu đồng hồ này, chốt đơn cho em ạ. Với giá là 1.980.000, mã sản phẩm là TH47 nhá. Giá chỉ có 1.980.000 thôi ạ. Qua mẫu thứ 3 là gửi đến các bác một chiếc Olympialus, một thương hiệu đồng hồ của Nhật. Em này là một chiếc OP với form mặt hình
bát giác rất là ấn tượng. Cái màu mặt vàng và nổi bật trên đây là các cọc số nha, trải tia thiết kế cực kỳ là sắc nét này. Có một ô lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ và mặt kính của em này sẽ là kính sapphire nha. Nó 21 chân kính này, máy cơ tự động automatic 5 sao. Cái dòng máy cao cấp của thương hiệu OP. Size mặt ngang là 34 và size dọc của em này sẽ là size 37 này. Bộ máy cơ tự động zin nguyên bản 100% luôn này, từ phần dây khóa này. Đó, vỏ ngoài bọc thép không gì toàn thân. Rất là sáng, chiếc này còn giữ được tình trạng máy tốt và độ mới cực kỳ cao. 21 chân kính. Các bác cùng ngắm nha. Mặt rất là sáng luôn. Đeo cái bộ máy kính sapphire như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm, chống xước rất là tốt. Nó luôn giữ được cho máy cái tình trạng có cái độ mới cao. Mặt lúc nào nó cũng trong vắt luôn. Bộ lịch nhanh thì sẽ có hai thứ tiếng là tiếng Nhật và tiếng Anh nhé. Có nấc để chỉnh lịch nhanh rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng. Rồi và em này giao lưu với các bác này, giá 1.980.000, mã sản phẩm TH70 nhé. 1.980.000 mã TH70 này. Qua mẫu là mang đến cho các bác một chiếc Technot. Technot là một thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ này. Đó. Mặt kính zin nguyên bản các bác nha, kính mica nguyên bản của Technot này. Ở bên ngoài thì sẽ có các đường vân nổi ở trên cái phần mặt viền này. Đó. Mặt bên trong thì sẽ là các cái trải tia dọc như thế này. Nó sẽ làm thiết kế theo kiểu trải tia dọc này, rất là sáng. Khi mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ, cái phần mặt nó sẽ ánh lên rất là đẹp. Đó, máy cơ tự động automatic này. Đây là dòng máy Skylogic 2, một phiên bản đồng hồ Technot cao cấp. Thiết kế cọc số trải tia có cài đá đen, cùng với một ô cửa lịch 2 ngăn nằm tại góc 6 giờ nha. Cái này được gọi là lịch lộc này các bác này, nằm tại ô lộc 6 giờ, rất là đẹp. Vỏ ngoài bọc thép không gỉ toàn thân. Mặt đáy bắt quái, đáy bắt quái rất là chất. Đó, dây khóa zin nguyên bản của Technot này. Em này là cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đó. Em này lên tay rất là độc luôn. Thương hiệu đồng hồ Technot thì các bác đeo thì hoàn toàn yên tâm rồi. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Tình trạng nốm hoạt động tốt này. Đây là một bộ lịch chỉnh thủ công đấy các bác. Technot này là Technot lịch chỉnh thủ công nha. Em không thấy có nấc để chỉnh lịch nhanh ở đây. Đó. Xem nào, xoay về. Các bác xoay núm quay lại qua hướng 8 giờ nha. Quay lại qua hướng 8 giờ để chỉnh cái phần lịch nhanh của em này. Đó, lịch ngày sẽ nhảy. Các bác sẽ quay núm ngược lại hướng 8 giờ để lịch ngày người ta sẽ nhảy nha. Đó, đây là cái cách hoạt động của em Technot này. Dây khóa xịn xò luôn các bác ơi. Dây khóa được đánh theo kiểu đánh thô các bác nha. Đây là kiểu đánh thô này. Đó, nó sẽ tạo được những cái đường gờ rất là lấp lánh, cực kỳ ấn tượng cho phần dây khóa như thế này. Rồi và mời các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy của Technot nha các bác. Bộ máy của cái dòng này thì nó không có gì để mà chê rồi, rất là đẹp. Đây là cái phần nắp đáy này, khắc chi tiết tên thương hiệu cũng như là biểu tượng của đồng hồ Technot. Còn đây là bộ máy trong, một bộ máy Technot nguyên bản cơ tự động với vành tóc gai. Em này là 25 chân kính này. 25 chân kính, máy cực kỳ sáng và đẹp nha, chức năng hoạt động tốt. Cái bộ máy của Technot thì rất là đặc trưng rồi. Rồi bác nào yêu thích và muốn sưu tầm cái mẫu đồng hồ Technot
với màu mặt bao công đen ấn tượng như thế này, các bác hãy nhanh tay chốt đơn nha. Đây là phần núm này, núm zin nguyên bản nhá. Giá là 2.680.000 thôi ạ. Chốt đơn em với mã TH51. 2.680.000 cho chiếc đồng hồ Technot này. Giá rất là tốt để cho các bác có thể ra lơ và sưu tầm. Rồi tiếp tục lên sóng là một chiếc Seiko. Seiko Automatic, máy cơ tự động đến từ Nhật các bác ạ. Em này là một chiếc Seiko 5. Đó, màu mặt đen hơi xanh một chút xíu, cái màu mặt này sẽ là cái màu xanh đen nha. Đó, thiết kế cọc số nổi trải tia và điểm nhấn vào hai vị trí góc 6 và 12 giờ này. Đây là hai cọc số được thiết kế rất là cầu kỳ. Phần là cọc số. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này sẽ làm cái mặt với các phần đường viền ngang rất là bắt sáng. Đó, mặt em này cực kỳ ấn tượng luôn ạ. Vỏ ngoài là vỏ thép không gì nha các bác, dây khóa zin này. Đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Seiko ở đây. Em đeo lên tay các bác cùng ngắm thử nhé. Đó, format của em này thì chắc cũng khá là lớn đấy. Em xem nào, size ngang là 37.5 và size dọc là 35.8 này. Nếu như mà tính cả chân càng sẽ là 42.4. Một format dễ đeo cho các bác, cổ tay từ 20 đổ xuống và lên tay thoải mái luôn nhé. Đó, mặt với các đường viền ngang như thế này rất là đẹp và nổi bật. Em xem nào, em này sẽ là một bộ lịch bơm các bác nha. Ấn vào bên trong để chỉnh cái phần lịch ngày, lịch thứ. Kéo lúm ra bên ngoài để chỉnh phần lịch ngày. Có nấc chỉnh lịch nhanh rất là tiện. Rồi và đây là bộ máy trong ạ. Đây các bác cùng ngắm bộ máy Seiko này. Máy em này là máy 7709A, một cái bộ máy được sản xuất vào đầu những năm thập niên 80. Cùng thời với cái dòng Seiko 5 chật gấp đấy các bác. Đó, 7009A. Bộ máy rất là xưa. Nhưng mà chút nữa em này thì còn giữ được cái bộ máy rất là đẹp, sáng. Và với một cái thiết kế mặt cực kỳ là ấn tượng như thế này thì quá là xứng đáng để cho các bác sưu tầm rồi. Tầm giá thì chỉ có 980.000 là các bác có thể sở hữu rồi. Chốt đơn cho em chiếc Seiko 5 này với giá là 980.000, mã TH39 nhé. Vừa rồi thì đã đi hết 5 chiếc đồng hồ với dây khóa kim loại và bây giờ sẽ chuyển sang cái dòng dây khóa da. Dây khóa da thì mẫu đầu tiên là gửi đến các bác là một em Ponzot của Liên Xô. Một cái mẫu Ponzot với form mặt quá là đẹp luôn các bác ạ, trong vắt luôn. Nó cọc số trải tia và được khía trực tiếp ở trên cái phần mặt nền này. Mặt em này là mặt tỏa tia nha các bác. Nó sáng bóng luôn, cực kỳ là ấn tượng với cái màu mặt như thế này. Form dáng mỏng gọn. Em này sẽ có size mặt là 34.8 à. 34.8 các bác nhé. Máy cơ lên dây 23 chân kính này, vỏ ngoài là vỏ vàng. Cái form mặt của em này thì nó sẽ là một cái form tràn viền nha. Form mặt tràn viền này rất là lớn. Và đối với cái size mặt 35 thì các bác cũng rất là dễ đeo khi mà lên tay đấy. Bốn chân càng của em này dài, thanh mảnh, đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Một chiếc Ponzot xưa, máy cơ lên dây 23 chân kính, sở hữu một form mặt rất là ấn tượng như thế này. Đó. Đây cũng là một trong những cái dòng máy Ponzot mà được các bác rất là yêu thích sưu tầm này. Các bác nào chưa có trong bộ sưu tập của mình một chiếc đồng hồ Ponzot của Liên Xô thì các bác hãy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Với giá chỉ có 1.680.000 là các bác có thể sở hữu em đồng hồ này rồi. Mã sản phẩm H13. Đi kèm theo đấy là một chiếc dây khóa da lộn nha các bác. Dây khóa da lộn các bác nhìn. Nó rất là mềm luôn, dây khóa xịn luôn ấy. Đeo lên tay nó rất là dễ chịu. Cực kỳ là mềm và đeo vào cổ tay nó không bị khó chịu ấy. Rất là đẹp. Đó, Ponzot 1.680.000, mã sản phẩm H13 nha. Chiếc thứ hai cũng là một chiếc Ponzot. Em này thì sẽ có cái thiết kế với form mặt trắng vân lụa các bác ạ. Mặt vân lụa thì nó sẽ tạo cảm giác rất là sang. Thiết kế cọc số nổi, nó kim zin nguyên bản này cộng với một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ.
máy cơ lên dây 17 chân kính nha. Epozot này thì sẽ có cái phần vỏ bọc vàng, form thì khá là dày dặn này. Đây là phần lắp đáy inox. Em đo size mặt nha, size là 34.5, sắp xỉ size 35 rồi. Một chiếc Epozot có lịch. Và các bác chỉnh lịch em này bằng cách là quay kim 24 giờ nhé. Lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới này. Đó. Các chức năng vỏ nốm máy nguyên bản. Đó, dây khóa ra lộn. Còn đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này ạ. Các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy cơ lên dây 17G. Nguyên bản chính hãng của đồng hồ Epozot nha. Em này là máy su các bác ạ. Cái phần viền này là cái vết bụi này, các bác chỉ cần lau đi qua một chút là nó sẽ sạch. Còn ở bên ngoài, cái phần vỏ bên ngoài thì em đã vệ sinh rồi, gọi là gần sạch rồi, hầu hết rồi. Còn mỗi cái phần viền cạnh thì nó là cái chỗ mà mình đóng mở cái nắp đáy này này. Mình chỉ lau đi qua thôi, hoặc là bác để nguyên cũng được, tại vì là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái phần vỏ bên ngoài cả. Nó rất là đẹp như thế này. Chốt đơn cho em nha, Epozot này với giá là 1.480.000. Mã sản phẩm TH43 này. 1.480.000 với mã là TH43 nhé. Rồi, một tiếp tục một chiếc Bulova. Em này là một chiếc Bulova càng gãy. Cực kỳ chất luôn, một thương hiệu đồng hồ lớn và rất nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Đó, Bulova. Em này máy self-winding, cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay các bác nha. Thiết kế cọc số chảy tia, mặt là rất là sáng bóng. Em này mặt kiểu trắng men ấy, các bác nhìn này, ánh sáng chiếu vào thôi là cái mặt nó đã ánh lên một cái kiểu rất là sang. Đây là một chiếc Bulova với phần vỏ ngoài được bọc vàng. Ở mặt đáy này em thấy có ghi là chống sốc này, tên thương hiệu Bulova này. Đó, máy self-winding, cơ tự động, có hỗ trợ quát tay và một vài cái thông số về bộ máy của chiếc đồng hồ này. Bốn chân càng gãy vô cùng là độc đáo. Rất là ít khi mà gặp được cái dòng chân càng gãy này. Ở cái chân càng gãy này thì nó sẽ hay được thiết kế vào những cái dáng máy xưa, rất là cổ. Bây giờ em mở máy nha. Rồi, và mời các bác cùng ngắm bộ máy trong của chiếc đồng hồ này. Em này là một chiếc Bulova của Mỹ các bác ạ. Đây là máy của Mỹ này. 23 chân kính. Trên đây khác rất là nhiều các cái thông số này. Đó, cơ tự động nha, vành tóc gai, bánh xe nổi. Một bộ máy cổ đặc trưng. Rất là đẹp luôn, máy rất là ấn tượng. Ở đây là có khắc mặt đáy này, bắt đáy trong thì sẽ có khắc là máy Bulova sản xuất tại New York. Bọc vàng 10K Gold Fill. Rồi, một chiếc đồng hồ Bulova của Thụy Sĩ. Em này chốt đơn nha, giá là 1.680.000 với mã TH44 ạ. Mời các bác cùng chốt đơn 1.680.000 cho một chiếc máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay. Đó, một tầm, nói chung là ở cái tầm giá này thì không còn gì để mà chê nữa rồi đúng không các bác. Bọc vàng 10K này, chân càng gãy này. Đó, cơ tự động, có hỗ trợ có tay và bọc vàng. Quá là trong tầm tay, trong tầm giá của các bác thì rất là hợp lý rồi. Rồi, tiếp theo vừa rồi thì chúng ta đã qua một chiếc Bulova đúng không ạ. Bây giờ thì mang đến cho các bác một chiếc Caravan. Caravan là một cái nhánh của thương hiệu đồng hồ Bulova. Và trong video lần này thì sẽ khám phá xem là chiếc Caravan này thì nó sẽ có cái chức năng cũng như là tình trạng như thế nào nha. Em này là một chiếc Caravan với màu mặt trắng và các cọc số chảy tia. Các cọc số của em này thì được thiết kế trông rất là dài. Đó, bộ máy cơ lên không phải, em này là có 17 chân kính này. Với phần vỏ bên ngoài là vỏ vàng các bác nha. Lốm zin logo. Mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Caravan ở đây. Sở hữu size mặt là 32. Không tính nốm ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là form mặt của chiếc Caravan này.
Rồi và đây là bộ máy trong của em đồng hồ này các bác nha. Để mà các bác cùng ngắm bộ máy Caravan 17 chân kính này. Trên đây thì sẽ có khắc tên thương hiệu trên cái phần bánh đà này. Đó. Bộ máy trong thì đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt nha. Đã được lau dầu rồi cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi. Mặt đáy cũng có khắc chuyện tên thương hiệu ở dưới này. Caravan. Một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Nói chung là cứ thuộc cái nhánh của Bulova thì các bác biết rồi, hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi. Bởi vì là nó hoạt động rất là tốt, máy cũng cực kỳ là chất lượng. Vỏ vàng bên ngoài của em này còn nguyên vẹn nha, lốm zin nguyên bản, dây khóa linh kiện, dây khóa da xịn luôn các bác nhìn này. Em này sẽ là một chiếc dây khóa hai mặt, dây zin hai mặt như thế này, khóa da nha, rất là đẹp. Bác nào yêu thích và muốn sưu tầm chiếc Caravan này thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Với mã là TH52, giá 1.880.000. TH52 với giá 1.880.000. Mời các bác cùng chốt đơn. Hôm qua mẫu tiếp tục là một chiếc Coslavin. Em này là một chiếc Coslavin dòng máy Zinaver cao cấp của đồng hồ Liên Xô. Đó, mặt bao công này, form dáng rất là sang. Bộ máy cơ lên dây với 23 chân kính ạ. Sở hữu size mặt là 34.6, xấp xỉ size 35. Form mặt rất là sáng này, form mặt đen và nó được kiểu trắng men ấy, cho nên là cực kỳ bóng. Trên phần mặt nổi bật với các cọc số lam mã cùng với biểu tượng cá kiếm nằm tại góc 9 giờ. Đó, vỏ vàng, đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Coslavin ở đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Những cái dòng máy mà nó có form mỏng gọn như này nó rất là sang. Coslavin thì tiền thân nó là một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ và sau đó thì nó chuyển nhà máy đến Liên Xô. Vẫn giữ nguyên cái phong cách của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, đó là cái phong cách sang trọng. Đó. Coslavin đã chuyển nhà máy đến Liên Xô và cũng cho ra đời những cái dòng máy với phong cách cũng rất là mỏng gọn này. Bộ máy rất là đẹp. Máy siêu mỏng. Và vào thời điểm những cái dòng máy của Liên Xô thì vẫn cho ra đời những cái dòng máy với cái form rất là dày, thì Coslavin đã cho ra những cái dòng máy siêu mỏng như thế này. Cực kỳ được các cái giới sưu tầm đồng hồ rất là yêu thích. Đó, ngày hôm nay thì giao lưu với các bác chiếc Coslavin cái phiên bản Geneva, một cái dòng máy cao cấp của thương hiệu này. Với mức giá chỉ có 1.380.000 thôi nha. Chốt đơn cho em ạ, với mã là TH30, 1.380.000. Và mẫu đồng hồ cuối cùng là gửi đến các bác một em Elgin. Em này là một chiếc Elgin của Thụy Sĩ ạ. Đó. Chiếc này sẽ có màu mặt vàng mỡ gà và nổi bật trên đây là các cọc số học trò. Thiết kế cách điệu rất là đẹp. Thương hiệu Elgin cũng là một cái dòng máy rất là phổ biến, nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Nó cũng có rất là nhiều các cái nhà máy đặt tại các nước như là Pháp hoặc là Mỹ đều có cái nhà máy của Elgin nha các bác. Dây kim dây đỏ nổi bật luôn trên cái phần mặt nền này. Size mặt 33, không tính núm. Và đây là một cái mẫu Elgin cổ điển xưa, chuẩn phong cách vintage luôn. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Trên này sẽ có 4 chân càng dày dặn. Vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng nha. Và cái phần đáy là đáy inox này. Em sẽ mở luôn cho các bác cùng ngắm bộ máy bên trong của em này. Đó. Rồi và mời các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy trong của chiếc Elgin này. Em này là một chiếc Elgin 632. Máy cơ lên dây với 17 chân kính ạ. Đây là phần nắp đáy này, có khắc tên thương hiệu Elgin này, National Watch Company Swiss. Đó, bộ máy rất là đẹp, giữ được tình trạng tốt. Elgin 632. Các bác muốn biết thêm thông tin về chi tiết về cái dòng này thì các bác có thể lên Google, các bác search Elgin 632 thì nó sẽ ra cái em đồng hồ này nha. Sẽ có các cái thông số chi tiết hơn. Đó.
yêu thích cái mẫu đồng hồ LV này thì các bác chốt đơn cho em ạ, với mã là H101 và giá sưu tầm chỉ với 1.480.000 thôi là các bác có thể sở hữu rồi ạ. Chốt đơn cho em nha, H101 với giá là 1.480.000. Đó, và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đầu Cũ. Chúc các bác một ngày mới tốt lành và có thể tìm cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý nhất trong bộ sưu tập ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo.